Kính thưa quý vị, Giáng sinh về, chúng ta cùng cầu cho thế giới luôn bình an trong tình yêu của ngôi trời giáng thế và một cuộc sống chan hòa thân ái yêu thương. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chuyện một đêm đông của linh mục nhạc sĩ Duy Thiên qua sự thể hiện của Anna Hải Yến. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời nhìn dương gian, niềm tin sáng ngời.